Chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để nấu món xoài bắp nha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị là 500g nếp, là nửa kg á. Phần nếp này mình đã vo thật sạch và mình cũng để gáo nước luôn rồi nè. Thì nếp các bạn vo xong đó, bạn nấu luôn vẫn được. Nhưng mà nấu xong á, cái xoài của mình nó khô, nó ăn không ngon. Thì mình sẽ đi ngâm nước trước khoảng vài tiếng nha. Thì để ngâm nếp á, ở đây mình chuẩn bị là một muỗng cà phê muối và một muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho vào nếp để mình ngâm. Đây, một muỗng cà phê muối mình cho vào luôn. Rồi mình cho dầu ăn vào. Nhưng mà để mình đổ nếp vô cái thau rồi mình hả cho dầu ăn vào, để thôi nó dính cái gỗ á. Mình cho dầu ăn vào mình ngâm nếp á các bạn. Thì xoài mình nấu xong á, nó sẽ dẻo tơi, nó sẽ ngon hơn á. Hoặc là các bạn có nước cốt dừa, mình ngâm bằng cái nước cốt dừa vẫn được nha. Nếp này thì mình sẽ để ở đây mình ngâm khoảng 4 tiếng nha. Nếp này mình đã ngâm được khoảng 4 tiếng rồi nè. Giờ mình sẽ đổ qua cái gỗ cho nó gáo nước. Nó dính vậy nè, mình chén nước mình đổ ra cho nó dễ. Rồi kỹ hơn á, các bạn có thể rửa sơ lại cũng được nữa. Xong rồi á thì mình sẽ để cái phần nếp ở đây cho nó gáo nước. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị bắp để mình nấu xoài. Nấu xoài mình dùng hai trái bắp nè. Mình sẽ bẻ bắp đôi ra để mình cắt cho nó dễ đó. Đây mình dẹp qua bên. Đây cắt bắp thì mình chỉ gọc một đường thôi nha. Đó, mình chỉ gọc một đường vậy nè. Đó, mình gọc xung quanh trái bắp luôn. Mình không có cắt nhỏ quá nha. Các bạn cắt nhỏ quá thì mình nấu xoài nó cũng không ngon nữa. Bắp xong á thì mình dùng tay mình vò cho những hạt bắp nó gời đều ra, hoặc là mình đi rửa sơ lại để cho nó gời từng hạt ra cũng được nữa nha. Mình nấu bằng nồi cơm điện. Thì nếp đã để được gáo nước rồi thì mình cho hết cái phần nếp vào đây. Và đến bắp. Bắp mình cũng cho vào mình trộn chung luôn. Thì cái phần bắp này nãy mình rửa sơ cho nó tơi ra từng hạt đó các bạn. Trộn đều xong thì mình phả nếp cho nó bằng mặt thôi.
Tiếp tục thì mình sẽ cho nước vào. Ở đây mình dùng là 300 ml nước sôi. Mình dùng cái nước sôi để mình nấu đó các bạn. Thì nó sẽ hạn chế được cái thời gian nấu trên nồi á, và nó sẽ đỡ bị cơm cháy hơn á. Giờ mình đậy nắp lại. Bây giờ mình bấm nút nấu, mình nấu như nấu cơm thông thường vậy nha. Thì đây nè, mình đã bấm cái nút nấu rồi đó. Thì mình sẽ để đây mình nấu đến khi nào mà nó nhảy cái nút á, được khoảng 10 phút thì mình sẽ quay lại. Mình sẽ đi pha nước cốt để lát mình cho vào xôi. Đây mình dùng là nước cốt nè, muối và đường. Thì nước cốt mình dùng khoảng là 4 muỗng canh, đường thì mình dùng 2 muỗng canh. Mình cho vào đây để mình khuấy cái hỗn hợp này trước. Thì một lát nữa ha, thì khi cái xôi nó bắt nút lần một á, thì mình sẽ gửi mình cho vào á. Giờ cái nồi của mình nó đã nhảy cái sang cái nút hâm á, được khoảng 10 phút rồi nè. Đó, bây giờ đang ở chế độ nút hâm. Bây giờ mình mở nắp ra cho bạn xem nha. Đó, xôi của mình giờ thì cái nó vừa chín tới thôi à, nó chưa chín hẳn đâu. Đó, cái lúc này lớp trên nó hơi khô nè các bạn thấy không. Giờ mình sẽ rưới cái nước cốt dừa và đường mình nãy mình khuấy đó, mình rưới vào. Xôi mà cho nước cốt dừa vào nó rất là thơm. Còn các bạn không có thì lúc này nè, các bạn dùng khoảng vài muỗng canh nước sôi mình rưới vào cũng được nữa. Mình vừa rưới cái nước cốt vào á, thì mình vừa xới cho nó đều lên, để cho sôi của mình nó không có bị lớp nhão lớp khô mà nó sẽ chín đều hơn. Nếp mà cộng với nước cốt dừa nó sẽ có cái mùi thơm rất là hấp dẫn luôn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình nấu tiếp. Giờ thì mình bấm nút nấu bình thường nha. Đó, mình bấm nút nấu rồi đó. Thì cũng như lần một, mình đợi cái nồi cơm mình nó nhảy nút hâm khoảng 10 phút rồi mình quay lại. Nồi cơm đã nhảy nút được một lúc rồi đó. Giờ nó đang ở chế độ hâm nè các bạn. Nó nhảy nút khoảng 10 phút cho nó chín bằng hơi á. Thì mình mở nắp ra. Rất là thơm luôn. Các bạn nhìn cái nồi xơ bắp nè. Đó, nó mềm tơi nhìn ngon lắm nè. Đem gần lại cho các bạn xem. Đó, nó dẻo tơi, nó không bị khô, cũng không nhão. Rồi mình xới lên cho các bạn xem ở dưới luôn nè. Nó không nhão gì hết á, nhìn ngon lắm. Xôi bắp nấu xong á, các bạn có thể ăn cùng với mỡ hành hoặc là đậu phộng muối mè, hoặc là thịt chiên, rồi cánh gà chiên cũng ngon nữa. Giờ mình đem xôi ra là mình thưởng thức được rồi đó. Xôi mình đã cho ra đĩa rồi. Và hôm nay mình sẽ ăn cùng với cánh gà chiên nước mắm. Hai món này kết hợp tuyệt vời lắm luôn á. Này mình cho ít mỡ hành lên nè các bạn. Nhìn xôi rất là hấp dẫn luôn nè. Xôi ăn ngon lắm các bạn. Nó dẻo mềm, nó không có bị khô. Và ăn có vị béo béo, ngọt ngọt, mặn mặn. Ăn rất là thích luôn. Hai món này kết hợp thì rất là tuyệt vời luôn. Thì món này mình cũng hay làm lắm. Mình làm để cho cả nhà mình cùng ăn sáng hoặc là đãi khách, ăn rất là ngon. Thì các bạn hãy làm thử để thưởng thức nha. Món xôi bắp của mình á, như vậy là đã làm được xong rồi. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha.